Em là bánh bèo nhưng em đi crush trai cong. Oh my god. À, em tưởng em là nữ chính ngôn tình nhưng hóa ra em là nữ phụ đam mỹ. Giờ em phải làm sao? Ok. Bây giờ cho chị hỏi bé Thu Thảo. Em yêu cái người trai cong này tới mức độ nào? Tới mức độ em có thể chấp nhận hy sinh hay không? Và tới mức độ em có thể bỏ đi cái tự tôn của mình, bỏ đi cái bỏ đi cái tự tôn của mình và bước qua cái nỗi đau của mình hay không? Có những tình cảm như vậy đó, tức là sao? Một cái tình cảm mà chỉ cần nhìn cái người mình yêu hạnh phúc, khỏe mạnh và vui vẻ thôi là mình cũng vui rồi, và mình chỉ cần được ở bên cạnh người đó thôi là mình cảm thấy vui rồi. Thì cái mức độ tình yêu đó của em có như vậy hay không? Em tự hỏi lại chính bản thân mình nhé. Còn thì chị vẫn tin rằng là xã hội càng ngày càng phát triển, biển càng ngày càng nhiều cá, cho nên rằng là đừng có lo em. Người ta vẫn có những cái câu chuyện rằng là đau một lần rồi thôi, hoặc là sẽ còn có những sự lựa chọn khác trên con đường tình của mình trong những ngày sắp tới. Thì chị mong rằng là em chị không có khuyên gì em rằng là phải bỏ hoặc là phải phải như thế nào đó nha. Không. Chị chỉ mong em sống và trân trọng và ưu tiên cái cảm xúc nào của em mà em cảm thấy rằng là em hạnh phúc với cái cảm xúc đó. Bởi vì đôi lúc có những cái nỗi đau nó cũng là hạnh phúc. Cũng giống như lúc trước, có những lúc mà chị buồn, chị cũng 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 có những cái niềm đau trong cái đời sống tình cảm lúc trước của chị. Nhưng mà đó là một cái vốn sống, là một cái hành trang kinh nghiệm để chị xử lý những cái bài hát và để chị sống trong những cái bài hát mỗi khi mà chị lên sân khấu. Cái người nghệ sĩ mà hạnh phúc nhất đó chính là khi mà em hát những cái bài hát mà em sống được cái nỗi đau và em rớt nước mắt khi em hát. Đó nó đã kinh khủng, nó sướng và nó cảm giác giống như là mình rất là thăng hoa, bởi vì cái cảm xúc của mình khi mà mình sống trong cái bài hát đó nó là thật. Cũng giống như là cái người nghệ sĩ, người ta vẫn hay nói rằng là thăng hoa được thăng hoa trên sân khấu. Vậy thì em đừng, mọi người đừng bao giờ nghĩ rằng là cuộc đời, cuộc sống mà không có nỗi đau là một cuộc sống hạnh phúc. No. Cuộc sống phải có nỗi đau, phải đi qua, phải gặt hái và phải cảm được những nỗi đau thì chúng ta mới trưởng thành và chúng ta mới trân trọng hạnh phúc và sự vui vẻ, trân trọng những nụ cười. Nó giống như là những thái cực khác nhau. Nếu như em chỉ ăn đường mà em không bao giờ ăn muối thì làm sao em biết rằng là gia vị, nếu em bỏ thêm chút muối vào, nó sẽ đậm đà và nó sẽ khiến cho cái món ăn, tinh thần, cuộc sống của em trở nên thú vị hơn. Và cái bức tranh cuộc sống của em nó sẽ là đa màu. Đa màu nhìn nó mới phong phú, nó mới rực rỡ chứ, đúng không? Một cuộc sống rực rỡ chứ không phải là chỉ là một cuộc sống boring, tẻ nhạt với một vài gam màu, một hai gam màu. Đơn giản. Ok. Chính vì như vậy thì chị mong rằng là Thu Thảo Lê, mong em bình tĩnh và take a deep breath nhé. Tự hỏi chính bản thân mình, bởi vì câu trả lời này chỉ có em trả lời được mà thôi.